Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát ở huyện Phù Cử, nơi tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Đại tá Nguyễn Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hiện trên địa bàn huyện Phù Cử có 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, gồm chốt kiểm soát Cầu Tràng, xã Quang Hưng, chốt kiểm soát xã Nhiệt Quang và chốt kiểm soát xã Nguyên Hòa, nơi giáp ranh với huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương và huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Tại các chốt có các lực lượng công an, quân đội, y tế làm nhiệm vụ đảm bảo chia làm 3K trực 24/24 giờ. Kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Cầu Tràng, xã Quang Hưng và chốt kiểm soát phòng chống dịch xã Nhật Quang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu các lực lượng được phân công trực chốt phải khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó phải kiểm soát nghiêm chặt chẽ, đúng quy định phòng chống dịch đối với các trường hợp ra vào tỉnh và xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với các phương tiện vận tải ra vào tỉnh phải kiểm soát chặt chẽ. Đối với phương tiện vận tải hàng hóa đến Hưng Yên từ vùng có dịch, chỉ cho phép mỗi xe có một lái xe được phép vào Hưng Yên khi có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, hàng hóa, khai báo y tế. Sau khi kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác sản xuất nông nghiệp tại huyện Phù Cử. Vụ xuân năm nay, huyện Phù Cử gieo cấy khoảng 3.600 ha. Đến nay, nông dân đã xuống đồng gieo cấy được khoảng 50% diện tích và phấn đấu hoàn thành gieo cấy trong tháng 2 này. Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ biểu dương công tác chỉ đạo sản xuất của lãnh đạo huyện Phù Cử, cũng như việc kịp thời lấy nước đổ ải, làm đất, phục vụ việc gieo cấy và triển khai việc gieo cấy đúng cho khung thời vụ. Kiểm tra thực tế tại thửa ruộng của anh Vũ Văn Lân ở thôn Nhật Lệ, xã Nhiệt Quang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đã động viên và tặng quà những người nông dân đang gieo cấy trên cánh đồng. Đồng chí lưu ý các hộ nông dân nhanh tay gieo cấy cho kịp khung thời vụ, đồng thời kết hợp việc chăm bón để lúa xanh tốt, đạt năng suất cao.